Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ, ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận từ các địa phương trọng điểm về du lịch cho thấy là số khách du lịch quốc tế cơ bản tăng. Đây là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch inbound từ tháng 10 tới. Nhìn chung thì các chỉ tiêu phục vụ khách và tổng thu từ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tại hầu hết các điểm đến, giá các dịch vụ du lịch không tăng nhiều so với ngày thường. Nhiều cơ sở lưu trú không phụ thu dịp lễ, giúp du khách được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn với giá cả ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận sự cố vấn đề nghiêm trọng xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên cả nước. Hiện tượng tăng giá, ép giá hay chặt chém lừa đảo du khách cơ bản không diễn ra.